Xin chào các bạn, hôm nay Duy sẽ dành thời gian ít phút để Duy nói về cái khối lượng nước trong cơ thể. Thì trong cái video này Duy sẽ không đề cập đến cái chuyện mà uống bao nhiêu lít nước một ngày nữa. Chuyện đó nó xưa như trái đất rồi, thì các bạn có thể tìm lục lại những video cũ các bạn xem. Thì hôm nay Duy nói về cái khối lượng nước trong cơ thể nó giữ một cái tầm vai trò quan trọng như thế nào trên những cái đấu trường thể hình chuyên nghiệp, hay là ngay cả bản thân chúng ta không đi thi đấu nhưng mà cái tỷ lệ nước, khối lượng nước trong cơ thể nó vẫn giữ một cái vai trò quyết định đến cái vẻ đẹp hình thể cũng như là sức khỏe của chúng ta. Thì đầu tiên Duy xin chia sẻ với các bạn rằng nước trong cơ thể chúng ta nó sẽ lưu trữ, nó sẽ được cất giữ ở hai cái vị trí chính là nước trong tế bào và nước ngoài tế bào. Thì nước trong tế bào là gì? Là những cái khối lượng nước được lưu trữ ở phía bên trong của tế bào mà thôi. Còn nước ngoài tế bào thì nó lưu trữ phía bên ngoài, mà cụ thể nó có thể nằm ở vùng dưới da, ở vùng bụng. Thì các bạn sẽ dễ dàng nhận được là mình có bị nước, mình có bị tích nước hay không bằng mắt nhìn cũng được. Nhưng mà chính xác nhất thì các bạn có thể đo các chỉ số cơ thể trên cái máy InBody 770. Thì chỉ có cái máy InBody 770 nó mới đo được chính xác tỷ lệ nước cho bạn, chính xác những cái thông số liên quan đến nước trong cơ thể. Thì nước trong cơ thể nó giữ một cái vai trò rất là quan trọng. Nó thiếu nó cũng sẽ không được, nó thiếu thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn cực kỳ nghiêm trọng, và nó dư thì nó cũng ảnh hưởng sức khỏe luôn. Nói chung nó chỉ cần vừa đủ là được. Còn trong trường hợp mà nước trong tế bào nó sẽ mang một cái vai trò như thế nào trong cái việc tập thể hình của chúng ta? Thì những ai mà nước trong tế bào người ta nhiều thì bạn sẽ nhìn thấy cái cơ bắp của người ta nó sẽ to, nó sẽ ú, nó sẽ bự hơn người bình thường. Đây là một cái dấu hiệu tốt. Còn nước ở ngoài tế bào thì nó làm cái nhiệm vụ ngược lại, nó sẽ che lấp đi những cái rãnh cơ, nó sẽ làm cho bạn cảm thấy cơ bắp của bạn không được nét. Thì nước trong tế bào là một cái vấn đề, nước ngoài tế bào là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải tìm cách hạn chế nó tối đa, hạn chế nó tốt nhất để cho mình mang một cái vẻ đẹp hình thể đẹp, khỏe. Đó là mục tiêu chính của tập luyện thể hình. Thì nước bạn uống vào không phải là bạn nên hạn chế uống nước. Nếu mà bạn hạn chế uống nước thì nó sẽ rất là tiêu cực trong cuộc sống và rất là tiêu cực trong sức khỏe chúng ta. Chúng ta phải uống nước mọi lúc, mọi nơi, uống càng nhiều càng tốt, chắc chắn là như vậy. Bạn hãy uống nước hết khả năng có thể của mình để cho nó thực hiện những cái vấn đề sinh hóa, sinh lý trong cơ thể. Và nếu mà bạn nhớ tới những cái video mà trước Duy đã từng chia sẻ với các bạn á, thì nước nó sẽ làm gia tăng cái chỉ số BMR của bạn lên, bạn sẽ đốt mỡ tốt hơn. Cái chuyện đó là chuyện cũ rồi, bây giờ chỉ nhắc lại để cho các bạn nhớ mà thôi. Như vậy á, thì uống nước như vậy mà lỡ mà trong cái cơ thể chúng ta nó không đào thải được nước thì sao? Nếu mà cơ thể bạn không đào thải được nước thì một biểu hiện cho cái sự tích nước nó đang bắt đầu trong cơ thể của bạn. Thì có những cái chuyện liên quan tới nước cũng rất là vui mà Duy muốn kể cho các bạn nghe. Thí dụ như là bây giờ bạn đi đâu đó mà người ta thấy bạn đi vào toilet thường xuyên. Người ta nói là cái thằng này nè, nó tập tạ vậy đó, nó bự con rồi đó, mà cái thận nó yếu xèo à, nó lọc không có được, nó đi vô toilet nó thải nước không. Thì cái lập luận đó có đúng hay không? Thì chắc hẳn là các bạn cũng đã tự biết câu trả lời rồi. Thì thận chúng ta là một cái cơ quan bài tiết nước tiểu rất là quan trọng. Khi mà nước vào cơ thể chúng ta, nó phải được bài tiết qua thận và nó được thải ra ngoài. Chuyện đó rất tốt. Nếu mà không tốt thì làm sao trên thị trường người ta phải đau đầu, nhức óc, người ta chế biến ra các loại thuốc gọi là thuốc loại tiểu. Làm cái gì? Một ai á, mà nạp nước vào mà không tiểu ra được thì chuyện đó nó còn nguy hiểm hơn gấp mỗi lần. Như vậy thì cái luồng thông tin mà nói là thận yếu đi tiểu nhiều thì cái chuyện đó là bạn không nên để trong đầu làm gì cả. Đó là một nguồn thông tin không chính xác. Và khi chúng ta tập thể hình mà cái lúc mà chúng ta bài tiết nước tiểu nhiều nhất thì là cái lúc mà post workout, tức là sau giai đoạn sau khi tập luyện. Giai đoạn sau khi tập luyện bạn bài tiết nước tiểu rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề là trước lúc tập và trong lúc tập bạn cũng phải uống một lượng nước đầy đủ thì nó mới có nước để nó bài tiết. Còn nếu mà không thì nó sẽ không có nước để nó bài tiết. Cơ thể của chúng ta rất là thông minh. Nếu mà bạn uống nước nhiều thì cơ thể nó sẽ bài tiết nước tiểu nhiều. Và nếu bạn ngăn chặn, bạn uống nước ít lại thì cơ thể chúng ta nó phải kìm hãm cái sự bài tiết nước tiểu này. Nó phải kìm hãm sự xuất mồ hôi này để nó giữ lại nước trong cơ thể của bạn, để cho bạn có thể đảm bảo được cái sự sống của bản thân. Thì bây giờ có nhiều cái nghệ thuật để gọi là khống chế cái lượng nước này trong cái cơ thể của chúng ta. Nhưng mà muốn biết chính xác lượng nước trong cơ thể của chúng ta là bao nhiêu ký và cái chỉ số CEW là nói lên cái tỷ lệ nước
nước ngoài tế bào và tổng khối lượng nước trong cơ thể. Cái chỉ số này càng thấp sẽ là càng tốt, thì nước ngoài tế bào sẽ là không tốt. Nhưng mà có một cái tin buồn là bạn không thể nào mà thay đổi được cái khối lượng nước trong tế bào và ngoài tế bào. Cái chuyện này là cái cơ thể của chúng ta nó tự điều chỉnh, nó tự điều chỉnh mà thôi. Bạn không thể nào bắt được nước trong tế bào phải cao và nước ngoài tế bào phải thấp. Thì cái cơ thể của chúng ta là một cái cỗ máy, nó thông minh hơn chúng ta tưởng. Rất là có rất nhiều chuyện mà nó tự sắp xếp, nó tự điều hành, mà chúng ta chỉ cần phải nghe theo nó, lắng nghe theo nó và hành động theo nó thôi, không thể nào mà cải biến được. Thì vấn đề nước trong cơ thể cũng là một cái vấn đề như vậy. Thì để hạn chế cái vấn đề tích nước, thì bạn cần phải chú ý tới cái vấn đề dinh dưỡng của mình. Thì dinh dưỡng của mình có những cái vấn đề mà nó làm cho nước nó bị tích lại. Thứ nhất là bạn ăn mặn, tức là cái hàm lượng muối nó cao. Muối nó cao nó sẽ giữ nước lại trong cơ thể. Muối nó cao nó vừa giữ nước và nó vừa gây ra những cái căn bệnh về huyết áp rất là nguy hiểm. Do đó cái chế độ ăn mặn hàng ngày sẽ là không tốt. Không phải ngẫu nhiên mà nhân gian của chúng ta có câu đời cha ăn mặn đời con khát nước. Tại vì ăn mặn thì bắt buộc phải có một cái lượng nước để nó dung hòa được cái lượng muối đó thì nó mới được. Do đó trong cái khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta cố gắng ăn nhạt. Đó là một cái nghiện hiểu theo một cái nghĩa hẹp. Còn bây giờ nó rộng hơn một chút xíu, thì không phải vấn đề muối chính là vấn đề mà nó tích nước lại, nó giữ nước lại, mà chính là cái thằng natri mà thôi. Thì trong khẩu phần ăn hàng ngày bạn cần phải hạn chế, ở natri ở cái mức vừa đủ. Tức là Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị một người bình thường một ngày chỉ nên dung nạp 2 gram natri mà thôi. Còn nếu mà bạn dung nạp nhiều hơn nữa thì nó sẽ tích nước lại. Cái chuyện đó nó chắc chắn tích nước là chuyện nó cũng chưa nguy hiểm lắm, mà nó về lâu về ngày về dài nó sẽ mang một cái chứng bệnh là cao huyết áp. Cao huyết áp là một trong 4 cái loại bệnh mà bây giờ chưa có thể nào trị được, mà nó rất là nguy hiểm. Nó sẽ là bạn bè nó lôi kéo theo những căn bệnh khác, tiểu đường, tim mạch, béo phì. Và trước sau gì cái tuổi thọ của chúng ta cũng phải kết thúc với những cái thằng bệnh này. Thì trong tự nhiên hầu hết là các đồ ăn chế biến sẵn hàm lượng natri rất là nhiều. Thì các bạn cần phải né những cái thằng này ở một cái mức tối đa. Ví dụ như bây giờ bạn đi ra chợ, bạn mua con cá người ta ướp, cũng ướp bằng muối chứ bằng gì đó. Bạn mua miếng thịt đông lạnh xông khói gì đó, cũng ướp bằng muối. Nếu mà bạn đi vào siêu thị, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những cái món đồ ăn như là xúc xích, rồi những cái chả lụa, chả giò, đồ chiên, đồ đóng hộp gì đó, nó sẽ ghi thành phần muối rất là cao. Đó, bạn phải né tránh được những cái thằng này. Còn trong trường hợp bạn sử dụng thực phẩm bổ sung thì rất may mắn cho bạn. Thực phẩm bổ sung thì những nhà sản xuất người ta đã biết từ lâu lắm rằng cái thằng natri là một thằng có hại cho cơ thể chúng ta nếu mà dung nạp nhiều. Do đó trong các loại thực phẩm bổ sung cao cấp, cái thành phần natri sẽ rất là thấp. Một muỗng whey protein ta chỉ cho bạn khoảng từ 5 tới 10% cái nhu cầu natri một ngày là cao rồi, không có cái loại nào mà nó nhiều hơn. Còn nếu mà nó chứa natri nhiều hơn, cái đó là đồ dỏm, bạn không cần phải xài cái loại mà thực phẩm bổ sung mà nó chứa nhiều natri như vậy. Thì liên quan tới thằng natri thì nó có một cái thằng dung hòa. Natri là một chất điện giải, thì có một thằng dung hòa với nó là thằng kali. Thì nếu mà bạn dung hòa được cái tỷ lệ kali với natri cao thì nó cũng sẽ là một dấu hiệu rất là tốt cho sức khỏe chúng ta, cũng như là vấn đề tập thể hình. Thì do đó bạn kiếm thực phẩm nào mà nó giàu kali bạn ăn, thì để cho nó bù trừ qua thằng kali natri này thì cũng là một giải pháp. Còn nếu mà bạn nào sử dụng thực phẩm bổ sung thì bạn khỏi lo, cái thành phần của thằng kali bao giờ nó cũng nhiều hơn rất là nhiều so với thành phần của natri nếu mà thực phẩm bổ sung loại xịn, loại chính hãng, loại đúng. Còn nếu mà loại mà giảm giỏm thì có thể là nó ngược lại. Thì tùy vào bạn chọn loại thực phẩm bổ sung nào, bạn phải nhìn kỹ cái nhãn của nó, nhìn kỹ cái label của nó để cho mình không có một cái sự chọn lựa sai lầm, để rồi sau này mình đáng tiếc chỉ trách là ngày xưa tại sao mình không biết. Trong khi đó là những cái vấn đề, những cái kiến thức rất là đơn giản mà ngày xưa mình không biết, dẫn đến những cái hậu quả sau này nó rất là đau thương. Thì đó là một chất. Còn cái chất thứ hai là mà nó cũng tích nước mà các bạn cần phải biết, đó là creatine monohydrate. Tức là nếu mà bạn nào mà xài creatine mà loại creatine nguyên chất á, cái loại creatine mà nó bán cái loại nhỏ nhỏ, hộp nhỏ nhỏ như vậy nè, bạn nó kêu bạn uống một muỗng, hai muỗng, ba muỗng gì đó trước tập, sau tập gì đó, nói chung là cái thành phần creatine monohydrate nó sẽ giữ nước trong cơ thể của bạn, làm cho người của bạn nó sẽ không được lean, người của bạn nó trông có vẻ u u không đẹp.
thì bạn nên hạn chế dùng thằng này nếu mà bạn muốn người bạn không bị tích nước, đơn giản vậy thôi. Còn nếu bạn chấp nhận tích nước thì bạn dùng không sao cả. Còn nếu mà bạn không thích tích nước thì bạn đừng có dùng thằng này, mà bạn chuyển qua xài những cái loại thực phẩm pre-workout tổng hợp, thì thành phần creatine nó sẽ ít hơn và nó có nhiều chất khác tốt hơn, nó sẽ hỗ trợ bạn tập luyện tốt hơn, trong khi nó không phải vướng phải một vấn đề nhức nhối đó là tích nước. Thì cái chuyện người ta quan tâm tới hình, người ta quan tâm tới cơ và mỡ, rất là nhiều người người ta bỏ qua nước. Trong cơ thể chúng ta có người người ta mập mỡ mà cũng có người người ta mập nước, thì bạn phải xác định bạn mập cái loại nào thì bạn có cái phương pháp để bạn điều trị cho nó chính xác. Như lấy ví dụ bây giờ nếu mà bạn cứ đinh ninh nó là mỡ, bạn cho một cái thực đơn low carb và thực đơn dưới calo rất là tốt, rất là ok, nhưng mà bạn quên dặn người ta thôi anh ăn lạc đi, anh ăn mặn quá nó tích nước. Người ta cứ về người ta quen cái vị. Có những người người ta rất thích ăn mặn, ăn cá kho, ăn đồ kho không, thì người ta quen cái vị như vậy, người ta ăn với hàm lượng muối vào cơ thể rất là nhiều, như vậy thì nó sẽ giữ nước lại hoài, nó không bao giờ mà nó tan được. Mỡ bụng của chúng ta nó cứ lùng ba lùng bùng lùng ba lùng bùng lùng ba lùng bùng, nó gợn sóng nhìn rất là đẹp nên nó gợn sóng nhìn rất là đẹp thôi, nhưng mà về cái form người thì nhìn rất là xấu. Thì bạn cần phải xác định rõ ràng coi cơ thể chúng ta nó bị tích lũy mỡ hay nó bị tích lũy nước, để từ đó mà có một cái sự điều chỉnh cho nó thích hợp, nó phù hợp. Không phải ngẫu nhiên mà cái máy InBody 770 nó là một cái máy hiện đại nhất trên thế giới và nó bán với cái giá rất là đắt tiền. Không phải ngẫu nhiên mà nó như vậy, nó có những cái chỉ số rất là hay mà chúng ta cần phải biết, chúng ta cần phải biết để chúng ta có một cái chiến lược cho bản thân cũng như chiến lược cho bạn bè. Còn nếu mà những ai làm PT thì có những chiến lược cho những cái học viên của chính mình, điều đó sẽ rất là hiệu quả. Đó là nói về vấn đề tích nước. Còn bây giờ đi qua vấn đề thải nước. Đó, thải nước trong cơ thể thì cơ thể chúng ta nó sẽ được bài tiết qua hai đường. Một đó là tiểu tiện, hai đó là vấn đề xuất mồ hôi. Thì cái vấn đề bài tiết qua hệ thống tiểu tiện thì các bạn, nếu mà hệ thống bài tiết của mình tốt quá thì các bạn đi tiểu được nhiều thì điều đó sẽ rất là tốt. Bạn cứ uống nước vào rồi bạn đi tiểu ra, uống nước vào bạn đi tiểu ra không sao cả. Nhưng mà bạn uống bia vào bạn đi tiểu ra thì nó là khác nha. Cái chuyện uống bia vào đi tiểu ra không có sướng đâu, không coi là một vấn đề tốt đâu. Nên các bạn đừng có nghĩ tôi uống bia mà tôi uống đã đợi tôi tiểu ra cũng hết thôi, đâu có gì đâu. Cái đó là một quan điểm cực kỳ sai lầm. Nước thì không sao cả, nhưng mà bia thì là một cái bức màn của một câu chuyện khác rồi. Vậy thì cái vấn đề còn lại là mồ hôi. Mồ hôi thì bạn phải làm sao để cho cái cơ thể của chúng ta nó xuất mồ hôi nhiều nhất có thể. Xuất mồ hôi nhiều nhất có thể. Nếu mà bạn là nhân viên văn phòng, bạn ngồi máy lạnh thì cái chuyện đó không phải nào bắt bạn xuất mồ hôi trong một cái phòng máy lạnh được rồi. Nhưng mà khi đi tập gym, khi tập gym mà buổi tập gym của bạn mồ hôi nó đổ ít là một buổi tập gym thất bại. Một buổi tập gym thất bại, bạn phải luyện công từ từ, bạn phải luyện công bằng tất cả mọi thứ để cho mồ hôi của bạn được đổ nhiều trong phòng gym. Phòng gym là cái nơi bán mồ hôi mà không có tiền mà các bạn. Nếu mà các bạn cứ nghĩ là ui tập gym mà đi vô phòng máy lạnh hay là đi vô phòng kia máy lạnh á, thì nếu mà như Duy tập á, phòng máy lạnh thì vẫn đổ mồ hôi như thường, có điều nó không nhiều thôi. Còn có một số bạn Duy thấy là tập gym xong mà mang cái khăn thay cho có thôi, mồ hôi không có ra miếng nào hết. Thứ nhất là mồ hôi nó giúp mình loại độc tố đó, và thứ hai á, là mồ hôi nó thải ra thì nó giúp mình không có bị tích nước lại. Mồ hôi là một cái điều tuyệt vời mà tạo hóa nó ban lại cho cuộc sống của chúng ta. Tại sao chúng ta không tận dụng nó để cho chúng ta đạt được những cái mục đích? Mà trong khi bạn tập thể hình mà bạn không ra mồ hôi thì nói cái kiểu gì đi chăng nữa, điều đó nó cũng không tốt, chắc chắn là không tốt. Thì một vấn đề bạn còn lưu ý á, là mồ hôi chúng ta không phải là nước. Mồ hôi chúng ta nó có muối trong đó nữa, nên bạn nếm vị mồ hôi nó sẽ rất là có vị là mặn mặn. Nhưng mà cái thời gian đầu thì mồ hôi nó mặn, nhưng mà nó đổ ra càng nhiều rồi thì mồ hôi nó sẽ không còn mặn nữa, do cái nồng độ muối và các chất điện giải trong mồ hôi nó bị giảm dần rồi. Thì điều đó nói lên cái ý nghĩa gì? Điều đó nói rằng khi bạn xuất mồ hôi, ngoài nước của bạn trong cơ thể nó được mất, và nó cũng mất đi một số chất điện giải quan trọng. Thằng kali, thằng natri thì không nói, nhưng mà nó sẽ mất đi một số điện giải khác như là magie hay là kali. Thì chính những cái lúc như vậy bạn phải bổ sung những chất điện giải này vào. Bạn phải bổ sung những chất điện giải này vào để cho cơ thể bạn nó đủ chất điện giải đi. Chứ nó không, nó thiếu chất điện giải nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Nhưng mà bổ sung bằng cách nào? Thì trên thị trường nếu mà bạn thích đồ rẻ thì có những cái loại nước nó bổ sung điện giải nó rẻ thôi. Nó 10.000 lon, 10.000 chai gì đó, như là Aquarius hay là những cái chai quảng cáo như Revive gì đó. Nhưng mà nếu mà bạn sử dụng những cái sản phẩm đó thì nó bị dính một cái hệ lụy là đường. Dính một cái hệ lụy là đường, nó sẽ không tốt. Chắc chắn trong những sản phẩm đó không phải là đường glyco đâu, các bạn đừng có ảo tưởng.
Nếu mà bạn nào có xài pre-workout, nếu mà bạn nào có xài pre-workout thì bạn khỏi lo, trong pre-workout nó đã bổ sung sẵn điện giải cho bạn rồi. Nhất là thằng Pump HD và thằng Guanema, hai thằng đó bổ sung điện giải rất là đầy đủ cho bạn. Bạn không phải lo về cái chuyện mất điện giải nữa. Thì từ từ qua những video sau nữa, bạn sẽ thấy được cái pre-workout là một cái sản phẩm nó tuyệt vời đến mức nào. Tại sao nó không đơn giản là nó chỉ cung cấp năng lượng cho một cái buổi tập thành công, mà nó còn rất là nhiều cái vấn đề trong đó mà từ từ bạn sẽ hiểu được. Vậy thì á, nếu mà bạn sẽ lưu lượng như vậy, bây giờ đó, tôi tập tạ, tôi thích tập máy lạnh á, nhưng mà bây giờ tôi không cần đổ mồ hôi cho phòng tạ, tôi đi xông hơi, như vậy có được hay không? À chà, khó đây. Thì trên nguyên tắc xông hơi thì nó cũng vẫn là mất nước bình thường. Nó vẫn là mất nước bình thường, nhưng mà cái cơ chế mất nước nó sẽ khác cái phòng gym, khác cái hoạt động của bạn. Cái cơ chế mất nước là do cái nhiệt độ môi trường nó nóng quá. Nhiệt độ môi trường nó nóng quá, nó làm cho bạn bị ép buộc cơ thể phải xuất nước ra ngoài để làm mát cơ thể mà thôi. Chứ không phải là do cái việc bạn lao động mà nó dẫn ra các tuyến mồ hôi nó hoạt động, nó đẩy nước ra. Thì cái cơ chế nó khác như vậy. Chắc chắn là cái việc đổ mồ hôi trong phòng xông hơi nó sẽ không bao giờ tốt bằng đổ mồ hôi trong phòng gym. Đó. Thì mở rộng ra vấn đề, có vấn đề liên quan mà Duy cũng nói với bạn luôn. Tức là bây giờ bạn nói là có những cái máy rung, đúng rồi, cái máy rung có giảm cân hay không? Rất là nhiều người hỏi Duy vấn đề này. Mặc dù cái câu lạc bộ Việt Dragon của Duy ngày trước có trang bị máy rung, nhưng mà một học viên đến hỏi Duy máy rung có giảm cân hay không, thì Duy trả lời chắc chắn no. Máy rung giảm cân gì? Máy rung chẳng qua massage thôi, massage thư giãn cho anh nó phê phê chút thôi, chứ còn nói về chuyện giảm cân là không. Tại sao đứng trên cương vị một chủ câu lạc bộ mà Duy nói câu đó là khách hàng người ta buồn sao? Nhưng mà mình phải đưa ra một cái sự thật rõ ràng như vậy. Duy không thích nói chuyện một cách lập lờ. Có những cái quảng cáo máy rung đứng trên đó nó sẽ giảm cân, đứng đó giảm cân, toàn là thông tin lừa bịp và láo toét. Và Duy cũng mở rộng thêm, nếu mà một cái máy rung nó tốt như vậy, tại sao bên thị trường Mỹ không có một nơi nào sản xuất một cái máy rung mà có thương hiệu hết, mà máy rung đến từ China không, máy rung đến từ Trung Quốc không? Và cũng có một số bạn đặt cái câu hỏi cắt cớ, anh Duy ơi, sao phòng thế online anh không trang bị máy rung đi, không trang bị máy rung để cho anh em rung để cho nó giảm mỡ. Thì Duy trả lời một câu thẳng như vậy, Duy nói rất là sốc. Duy không giàu, nhưng mà cái khả năng của Duy đã đầu tư được một cái phòng gym cao cấp như vậy thì không có lý gì không đủ tiền mua thêm 2-3 cái máy rung. Nhưng mà tại sao Duy không mua? Thì đó là cái vấn đề của nó. Máy rung không bao giờ giảm cân. Bạn đừng có ảo tưởng sức mạnh ở chỗ này. Và Duy cũng không thiếu tiền để trang bị 1-2-3 cái phòng xông hơi. 1-2-3 cái phòng xông hơi nó cũng không đáng bao nhiêu tiền cả so với một cái máy tập chuẩn quốc tế của Duy, nó còn không đáng, không đáng bằng. Thì tại sao Duy không thiết kế những cái phòng xông hơi trong một cái câu lạc bộ gym cao cấp như vậy? Thì cái gì nó có nguyên nhân của nó. Nếu mà từ từ cái level thể hình của bạn tiếp thu kiến thức hàng ngày thì bạn sẽ hiểu. Chứ bạn không nên bị cuốn hút vào những cái dịch vụ nó không liên quan tới tập tạ của bạn hết. Bên nào là xông hơi, nào máy lạnh, nào là belling dance, nào là nhảy dance box tùm lum hết, quyền anh đấu võ đài tùm lum. Những cái chuyện đó nó không liên quan tới cái chuyên môn chúng ta. Do đó Duy không bao giờ Duy đầu tư những cái hạng mục như vậy. Thì nói tóm lại, để đổ mồ hôi trong phòng gym thì nó sẽ tốt nhất. Bạn phải tập luyện với cường độ cao, tập luyện với tạ nặng, tập luyện với trên 100% sức lực của bạn thì nó sẽ đổ mồ hôi nhiều. Và nó đổ mồ hôi nhiều nó sẽ hạn chế là cái vấn đề tích nước ngoài tế bào. Bạn sẽ cảm thấy người bạn lean hơn, khô hơn. Một người khô không có nghĩa là người đó không có nước. Nếu bạn lên cái máy, bạn vẫn đo tỷ lệ nước phải trên 65% mà thôi. Nhưng mà vấn đề người ta là nước trong cơ nó sẽ làm cho cái cơ nó nhìn bự hơn. Còn nước ngoài tế bào thì nhìn cho bạn nhìn chỉ mà ú mà thôi, chứ không thể nào mà bự được. Thì cái vấn đề nước gì cũng muốn chia sẻ ngắn gọn với bạn như vậy thôi. Nói tóm lại, các bạn cố gắng uống nước thật nhiều, tập luyện thật tốt và điều chỉnh cái sự cân bằng nước trong cơ thể, nó sẽ rất là tốt. Cái vấn đề cân bằng nước là một cái vấn đề mà cái cơ chế cơ thể của mình nó tự cân bằng, bạn không thể nào mà ép được, không phải nào ép được. Tôi phải rút hết nước ngoài tế bào ra và tôi phải chừa nước trong tế bào lại. Cái đó chỉ là mang tính chất lý thuyết thôi. Một khi bạn rút như vậy, mà rút bằng cách nào? Nếu bạn cố gắng gượng ép rút thì nước trong tế bào nó vẫn đẩy ra ngoài tế bào bình thường. Đó là cái cơ chế của cơ thể. Thì cái chủ đề video chia sẻ về tầm quan trọng của sự cân bằng nước, vai trò của nước trong cơ thể, những cái cách để mình khắc phục chế ngự và mình giữ được cái lượng tỷ lệ nước trong cơ thể nó ở mức cân bằng, cũng như cái các chất quan trọng như là natri và kali bạn cần phải kiểm soát như thế nào. Vấn đề đừng có phải ăn muối và cố gắng bằng mọi cách để bằng tập thể dục, bạn phải đổ mồ hôi thật nhiều trong phòng gym. Đó là cái nội dung của video ngày hôm nay. Duy cũng xin thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.
Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p. Do đó, các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.